Anh ấy vậy mà làm chuyện này ngay trước mặt mình. Mà mình bây giờ cảm thấy cả người anh ấy tản ra sự gợi cảm chí mạng đang dụ dỗ mình. Đúng là gặp quỷ. Không được, không thể nhìn. Mùi lạ bay tới, không nhìn được. Này, cấm kỵ quá rồi. Tất cả đều hoàn toàn không đúng. Sao phải em? Sao chỉ có một mình cậu? Để sắp rớt đâu? Cũng mới chưa bị bọn họ phát hiện, nếu không thì mất mặt quá rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hey, để sắp rớt. Ở bên đó tè dầm hả? Lúc uống nước không cẩn thận đổ vào. Mau đi thay đi. Cảm ơn. Agarat đi theo tới đây rồi. Hơi mong chờ. Đã lâu không gặp. Tiểu học sĩ. Để sát rớt. Đừng động. Trong tay chúng tôi cũng có súng. Mau thả để sát rớt ra. Quả nhiên cậu chưa chết. Để sát rớt. Ray. Cái tên giả tạo này, đừng dùng cái tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi. Xin lỗi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn đi theo đội của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì nữa. Tôi không chắc anh chỉ là chấp hành nhiệm vụ của anh thôi. Ray. Các anh bắt ép tôi không có lợi ích gì. Xem cục thế ở đây đi. Hy vọng Arad chưa bị bọn họ phát hiện, sau đó tìm cơ hội phản công. Xin lỗi tiểu học sĩ, chúng tôi không có bắt ép cậu, chúng tôi chỉ là cần cậu. Vì cậu mà nên sắp biến thành chó điên rồi. Hơn nữa, cậu là mồi nhử tốt nhất, không thể thay thế. Cậu cho rằng tôi không phát hiện người cá đực kia vẫn luôn đi theo cậu sao? Hình như nó còn chưa nếm đủ mùi vị của cậu ở trong phòng thí nghiệm. Cô câm miệng. Cậu cho rằng tôi không phát hiện người cá đực kia vẫn luôn đi theo cậu sao? Hình như nó còn chưa nếm đủ mùi vị của cậu ở trong phòng thí nghiệm. Cô câm miệng. Thượng tá Sakara. Xin xử lý người cá đực kia để tôi giải quyết bên này. Chết tiệt. Có mai phục.
là người của cha Karan. Người phụ nữ ác độc này, cô ta muốn giết bạn bè của mình. Thế nào, bọn họ đã chết rồi? Không, không đâu. Xem cậu ta sắp tỉnh rồi. Đứa trẻ xinh đẹp, xem ra chỉ có thể chắc của cậu ta là phù hợp nhất. Đúng là mồi câu tuyệt vời. Đau quá. Mình trúng đạn rồi, xem cái Adarat nó điều trị giúp mình. Anh ấy lại cứu mình lần nữa. Anh có thấy Raphael và Eva không? Hai người đi cùng tôi ấy, một nam một nữ. Không, cảnh máu tanh trong mơ chân thật quá. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.